cảm ơn quý khán giả vẫn giữ màn hình. Chúng tôi xin tiếp tục trở lại phần tiếp theo. Bác sĩ Sơn Đỗ, mình tiếp tục hepatitis B với hepatitis C ha. Dạ vâng, dạ. Bây giờ mình sẽ nói thêm về viêm gan C, nhưng mà có thể nói một phần về B luôn, tại vì phần lớn nhiều người cái bệnh viêm gan B với C nó cũng hơi giống nhau, cái nhất là về sức khỏe, về khám bệnh và định bệnh ra sao. Thì một cái quan trọng đó là những người mà bị viêm gan B với C đó, bao giờ cũng đôi khi người ta sẽ có thể cái chất men gan nó lên hay là đội vi khuẩn lên, và nhiều lúc người ta không thấy gì hết. Rồi nó rất là quan trọng là theo dõi bác sĩ thông thường, cứ đi gặp bác sĩ khoảng 3 hay 6 tháng, nhất là về viêm gan B là 1 năm đi có thể 2 lần để theo dõi, tại vì nhiều lúc cái chất men gan nó xuống thấp và cái đội vi khuẩn có khi xuống thấp, nhưng mà sau vài tháng nó có thể nó lên cao. Thành ra những quý vị như vậy, khi mà thấy mình khỏe mạnh, không có khi ơ thờ, và nhiều lúc vì vậy đó, bệnh viêm gan B nó có thể tiến triển âm thầm cho nhiều năm và có thể tiến tới bị chai gan, bị ung thư gan. Thì mình tóm tắt một chút là bệnh viêm gan C là thường thường mình bị truyền nhiễm bằng đường tình dục thì hơi ít phải không? Đường máu thì nhiều hơn. Thì những loại người nào thường thường bị viêm gan C? Đối với người Mỹ đó, thì những cái mà người ta nói là dùng thí như dùng thuốc phiện hay là bị truyền máu. Tuy là người Việt Nam mình, dân Việt Nam mình cũng có thể bị như vậy, nhưng mà nhiều người đó là tôi nghĩ là bị từ bên Việt Nam hồi nhỏ khi mà chích ngừa. Tại vì có hồi trước đó thì có khi người ta chích ngừa, người ta dùng một cái mũi, một cái kim chích có khi 10cc, mỗi đứa nhỏ được 1cc cho cái sự chích ngừa. Về những cái đó nó dùng cái kim trở lại, tại vì cái lúc đó thì không có cái kim sắt, không có thể cái disposable needle đó. Thành ra nhiều người bị như vậy, và một số người đó là có khi khám răng, hồi trước thì người ta không biết rõ là những cái bệnh này có xảy ra. Cách đây 40-50 năm thì có khi khám răng hay là đi khám bác sĩ, người ta chỉ đun những cái kim hay là ấy đó. Rồi một thời gian có khi 5 phút, có khi ít hơn. Nhưng mà nếu mà cái kim đó mà nó có nhiều chất máu trong đó, mình chỉ xịt cái nước qua hay là dùng alcohol xịt sơ qua thì những cái đó không thể giết được. Suy vi khuẩn viêm gan C thì thật ra sống, ví dụ như trâu sống trên cái giọt máu mà nằm trên bàn đó thì khoảng 24 tiếng, nhưng mà viêm gan B có thể từ 7 cho đến 21 ngày. Wow. Thành ra nhiều lúc cái mạch máu nó có thể khô, mình vẫn có thể bị. Thành ra những người mà bị bệnh, nhiều người bị bệnh viêm gan C, người Việt Nam mình nó không biết rõ tại sao người ta bị. Và viêm gan B cũng vậy, khoảng 50% cũng không biết rõ là tại sao, tại vì người ta không nhớ được hết những cái chi tiết hồi trước người ta có bị. Lúc nào chích ngừa cái gì và sao. Thì trước mình có khi chích ngừa về polio, về smallpox, những cái đó nhiều cái nó mình không biết rõ được cái cách dùng nó ra sao. Wow, nghe nói thấy sợ quá. Thời hồi đó thì em cũng không có ở Việt Nam lâu, qua đây lúc nhỏ cho nên mấy cái vụ đó cũng không hiểu. Không hiểu cái vụ mà dùng kim mà có thể dùng nhiều người như vậy được. Thường thường bên đây cái đó là no no, completely no no, không có làm gì được. Nhưng mà tuy là vậy đó, nhưng mà mình thấy kể cả người Mỹ nhiều lúc khi từ lúc ở HIV thì người ta nói là dùng kim mới, người ta cho kim mới, nhiều người vẫn dùng cái kim lại, thành ra nó cũng có thể xảy ra. Và truyền máu, nhất là truyền máu bên những nước khác, nó không, đôi khi không có lọc sạch. Và tại vì nhiều nước khác người ta, bệnh nhân có thể bán máu, thành ra những người bán máu là những người cần tiền, và những người đó nhiều lúc người ta dùng những cái thuốc phiện, và có khi người ta đã bị nhiễm trùng, thành ra những cái máu đó nó không có tinh khiết bằng. So mình nói truyền nhiễm ra sao rồi, bây giờ mình nói nếu mà mình đã bị được diagnose là mình mắc bệnh này rồi, thì monitoring là hồi nãy anh đã nói rồi, mình phải đi gặp bác sĩ để check cái máu mình every 3 to 6 months, là depending on your condition phải không? Rồi mình có thuốc gì mình trị được hay không anh? Để tôi nói thêm sơ về cái sự khác biệt với B với C tí xíu. Lúc nãy tôi có nói về B đó, thì khi mà mình bị lúc mà cao tuổi hơn, ví dụ như trên 20 tuổi, thì 90% mình sẽ hết được, chỉ có 5% là bị mãn tính. Nhưng mà C thì là ngược lại, viêm gan C thì khi mà mình bị thì 80% là những người đó sẽ bị nguyên đời cho đến khi nào mà có thuốc trị. Thành ra chỉ có khoảng 15% là sẽ được hết thôi. Thành ra nó hơi khác là viêm gan B là vậy. Viêm gan C bị, khi mà mình bị nhiễm trùng thì bị mãn tính lâu, nhiều người bị mãn tính hơn.
Viêm gan C nó hơi khác biệt, nó là gọi là RNA virus, thay vì cái hepatitis B, viêm gan B đó là DNA virus. Cái khác biệt đó là viêm gan B nó khi mà nó nhập vô người mình, nó vô cái tế bào gan thì nó vô luôn cả cái nucleus của cái tế bào gan, thành ra nó nằm trong đó. Khi mà mình tế bào gan nó chết, mình phát ra cái mới cũng có thể bị nhiễm trùng viêm gan B, thành ra không thể nào diệt được. Trong khi viêm gan C đấy thì nó nằm trong cái nước và phía ngoài cái nucleus, thành ra nó nằm trong, tuy là trong cái tế bào gan nhưng mà mình vẫn có thể trị được. Thành ra hiện giờ rất có nhiều thuốc rất là hiệu nghiệm, và có thuốc nhất là thuốc mới ra đây, và sau này sẽ trong vòng năm tới này sẽ có nhiều thuốc viên ra mà có thể diệt được, chỉ mình ăn bằng cách uống thuốc viên thôi. Thì có một cái slide tôi có đề đó, thì nó thấy đó là từ trong vòng 15 năm rồi đó, mình lúc đầu khi mà bắt đầu trị viêm gan C thì nó có thuốc chích gọi là interferon. Cái thuốc này nó giúp cho kích thích cho những cái chất trong gan của mình để tiết ra chất khác để diệt cho siêu vi khuẩn viêm gan C. Nhưng mà khi người ta chích cho như vậy có khi cho gần một năm mà hiệu nghiệm nó khoảng 6% chứ đến 9% thôi. Wow. Thì sau này nó cộng thêm một thuốc nữa gọi là thuốc cho siêu vi khuẩn, nó là ribavirin. Thì cái thuốc này khi mà cộng chung nhau đó thì nó lên được cũng khoảng 15-20%. Sau này nó dùng cái thuốc chích, nhưng mà thuốc chích đó nó nằm trong người mình lâu hơn, thành ra nó nguyên một tuần thay vì nó chỉ chích một ba lần một tuần. Thì cái thuốc đó nó giúp cho lên được cũng khoảng được 40-50% là có thể giết được hết, nhưng mà nó vẫn còn không có rất là tốt, tại vì nhiều người cũng vẫn còn bị. Thành ra cái trong cách đây 3 năm nó có ra hai thuốc nữa, thì hai thuốc kia đó thì nó có thể giúp cho mình tăng lên khoảng 60-70%. Nhưng mà trong năm rồi nó ra một thuốc mới gọi là Sovaldi, thì cái thuốc đó cộng với lại thuốc chích với thuốc viên ribavirin với peglitin interferon nó lên được khoảng gần 80-90%. Và năm nay thì có thuốc viên mới, thuốc viên này đó thì là nó hai thuốc trong đó, thì thuốc viên này nó chỉ là một viên nhưng mà trong đông nó có hai thuốc, thì cũng mắc, rất là mắc, nhưng mà nó diệt cho được gần như 95%. Thành ra mà chỉ có cho một cái loại viêm gan C loại số 1. Với tính nói với chị Hạnh với lại Cindy đó là thật ra viêm gan C nó hơi rắc rối, nó cũng giống như người mình, là nó có nhiều coi như là ethnicity đó. Thành ra nó có genotype thì nó có tới 6 loại chính. Thì cái người Mỹ thì hay bị cái genotype số 1, số 2 với số 3 ít hơn, nhưng mà số 1 là coi như 80%. Người Việt Nam mình đó thì genotype số 1 chỉ có khoảng 50%, số 2, số 3 khoảng 20-25%, nhưng mà cái loại số 6 thì nó khoảng 25%. Cái thuốc mới này ra đó thì nó lại không chấp thuận, FDA nó không chấp thuận cho loại số 2 cho đến số 6, chỉ cho loại số 1. Thành ra nhiều người vẫn còn phải chích với lại thuốc viên cho đến khi nào người ta có thể tìm ra thêm là nó có được như vậy đó, thì cái thuốc viên nó sẽ được chấp thuận để cho như vậy. Thì đôi khi thì chắc là Cindy cũng biết là một cái thuốc chích với lại thuốc viên của cái bệnh viêm gan C cũng có nhiều phản ứng. Thì có lẽ là Cindy có thể nói thêm cho cái experience của Cindy về như là người dược sĩ. Dạ đúng rồi, thuốc chích thì thường thường nó làm cho mình thiếu máu. Bác sĩ thường phải cho mình uống iron hoặc là folic để giúp với cái thiếu máu. Còn anh nói cái thuốc mới ra là cái thuốc Harvoni, thì anh có thể nói thêm là làm sao mà bệnh nhân có thể lấy được cái thuốc đó, rồi bao nhiêu tiền một viên thuốc? Em nghe nói là nó rất là mắc. Vậy người bệnh nhân nếu mà họ bắt đầu uống thuốc đó, họ có thể nào uống một ngày rồi ngày kia không uống được không anh? Dạ, thì thật ra thì lý do mà thuốc này nó mắc là tại vì hồi trước đó, là thuốc khi mà thuốc chích, một thuốc chích cộng với hai thuốc viên hồi trước đó là trị cho gần có người 6 tháng, có người 11 tháng, thì thuốc đó không đó là trị cũng gần cũng 90.000-100.000. Khi thuốc mới này ra thì tuy là nó ngắn hơn nhưng mà nó price cũng giống như vậy, thành ra tự nhiên mình uống thuốc viên mà thành ra nó cũng gần 90.000. Thành ra cái thuốc Sovaldi nó coi như là một cái thuốc mà có đôi khi nó cũng hơi bị mất tai tiếng, là vì cái thuốc nó cũng gần 1.000 đồng một viên. Mà nếu mà quý vị uống cái thuốc này mà insulin mà nó chấp thuận cho uống như vậy đó,
thì quý vị nên uống mỗi viên như là viên vàng vậy đó. Tại vì nếu mà ngừng cái đó, đôi khi vừng vài ngày có khi nó sẽ, cái si vi khuẩn nó sẽ chống lại cái thuốc đó. Và không những vậy, sau này insulin nó sẽ không chấp thuận cho mình uống thêm nữa. Tại vì nó nói là nó đã cho mình một lần rồi, mà mình đã không chịu như vậy thì là cái đó là mình mai mốt mình phải chờ những thuốc khác hy vọng là ra, chứ nếu không thì nó sẽ không cho thêm. So, tóm tắt á, là nếu mà quý vị nào bị viêm gan C, nếu mà bác sĩ cho điều trị á, thì uống thuốc hay chích thuốc á, thì mình phải làm đúng như vậy, chứ không phải là chích phân nửa rồi để dành, tại vì nó mắc á nha. Tại vì nếu làm vậy, nếu nó không có đủ độ thì không trị được, phải không? Với lại là cái viêm gan C á, mình đã bị một loại rồi á, mình đã trị dứt rồi á, thì tốt nhất á, là mình không nên bị mắc bệnh trở lại. Đúng. Là cái này là nói như là những người giống như chích thuốc áp phiện hay cái gì đó, nếu mà lại bị thêm một lần nữa thì là mấy người đó sẽ ra sao anh? Những người như vậy đó thì sẽ bị lại thêm, có khi bị cái loại khác, và những người đó cũng lại phải trị lại thêm nữa. Và nhiều lúc thì insulin, những là thuốc này rất là mắc, thành ra nó sẽ coi, nó nói nếu mà tôi trị thêm lần nữa như vậy mà cho quý vị như vậy rồi, làm sao mà biết được là quý vị sẽ không làm thêm gì thêm mà được bị lần thứ ba nữa. Thành ra có nhiều lúc nó sẽ nói là chờ cho đến khi nào cái gan mình bị nặng thì nó mới cho thêm. Thì dĩ nhiên là làm những cái đó mình phải tránh. Thì hy vọng là quý vị biết rõ để mà trị được. Tại vì viêm gan C, tôi nói lại một lần nữa là viêm gan C mình trị được hoàn toàn hết được. Và thuốc hiện giờ rất là hiệu nghiệm, tuy là nó mắc tiền nhưng mà rất là hiệu nghiệm. So far là mình nói về viêm gan B, viêm gan C một chút rồi á, thì mình sẽ có tiếp tục chương trình là mình sẽ nói về viêm gan B, viêm gan C, nghe mốt nó sẽ ra cái chứng gì, tại sao mình phải vẫn phải đi bác sĩ để monitor mình. Tại vì hai cái viêm gan này nó có thể làm cho mình bị ung thư, phải không anh? Dạ đúng. Thì mình sẽ trở lại chương trình thêm một chút nữa, mình sẽ nói về ung thư gan. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Sài Gòn TV. Hẹn gặp lại quý vị chương trình sau.